Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tí nè. Dạ. Tí, nó có bảo này. Dạ. Lại đây. Dạ. Hộp bữa này ấy, 2-3 trung tâm họ phát hành DVD mới nhá. Dạ. Cô phải đi có chút việc. Chú Tân mày thì bận sang băng ở trong nhà. Chỉ dạ. có một mình mày coi tiệm thôi nhá. Cẩn thận nó coi chừng mất cắp nhá. Thôi dạ. cô đi nhá. Dạ. Thế cô ơi. Sao? Thế cô biết hôm nay hàng họ về nhiều lắm, sao cô không ở nhà phụ con bán hàng với? Thì tao biết là hôm nay là bận rộn. Nhưng mà tao đỡ lỡ hẹn với người ta rồi. Làm người phải có uy tín. Cô đã lỡ hẹn với bà Đào rồi. Lỡ hẹn không được, mất uy tín. Biết cô... chưa? Vậy cô hẹn với bà Đào làm gì mà quan trọng thế hả cô? Đánh tứ xác. Gớm. Kỳ rồi cô vừa hẹn ông nha sĩ để chỉnh răng mà cô còn bỏ hẹn đánh tứ xác có gì mà quan trọng. Ôi, đánh hẹn nha sĩ thì có một mình ông nha sĩ cũng chờ mình. Đằng này ấy, đánh tứ xác tới ba tay đang chờ tao lận. Tao mà lỡ hẹn thì tao mất lòng tới ba người lận. Phải không? Dạ. Thế nên cái gì chứ đời cô ấy, đánh bài thì không bao giờ lỗi hẹn. Biết chưa? Dạ biết. Thôi đi nhá. Dạ bye cô. Thấy cô ơi. Cái gì? Sao cứ giật ngược lại hôm nay thấy cô hơi là lạ. Sao? Thấy cô đâu cũng quay một vòng em xem nào. Thấy thấy cô sang trọng có phải không? Không. Sang thì không sang nhưng mà thấy dạo này như cô phát tướng thì phải. Cái con này, con danh này, tao ghét cái kiểu nói ăn nói màu mè kiểu Bắc Kỳ của mày lắm nhá. Tao béo thì nói mẹ béo đi. Tỉ đặt phát tướng với lại sang trọng với lại thôi bây nhiều chuyện quá, tao đi đây. Thôi cô ơi. Sao? Tối nay cô có về dùng cơm gia đình không để con dặn chú chờ? Cơm nước gì? Hôm nay mùng 1 thầy có hẹn với tao rồi. Đánh tứ sắc xong mà ghé chùa ăn cơm chay. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Thôi cô đi nhá. Dạ chúc cô may mắn nha. À, giật ngược như vậy chắc đánh xui lắm chứ không phải không đâu. Chán. Bye cô nha. Cảm ơn. Trời ơi, tiệm băng gì đó bự thù lù à. Tiệm muốn mỏi cái chân mà chưa tới cái quầy nữa à. Gái gái, có Paris bài này mới nhất ra chị cưng. Dạ thưa chị, chứ mi phải gọi giúp bằng gì nào? Mình đang giữa, không muốn gọi sao cưng gọi. Nhưng mà gọi mình chị đẹp, mình thích hơn. Rồi chị đẹp, đây có đây. Dạ đây. Này băng gốc với băng sen đi em. Dạ băng này băng chính gốc ạ. Thôi bỏ lại, có băng sen không? Dạ có. Đợi em tí nha. Ừ. Em có đây này. Nhưng băng gốc thì 25 đô. Mắc. Mắc. Băng sang chỉ có 10 đô thôi. Còn mắc. Thôi vậy chỗ chị quen tiệm chúng em thì em bán chị 8 đô thôi. Được đất cưng. Nhưng mà em nói chị nghe. Sao? Tiền nào thì của nấy. Ừ. Chị coi băng chính gốc chắc chắn hơn băng sang chị ạ. Trời ơi em ơi, nhưng mà băng gốc nó mắc hơn băng sen. 25 đô mắc quá à. Đâu có mắc gì đâu. Mỗi năm Thúy Nga Paris sản xuất chỉ có 4 cuốn DVD. Mà nếu mà chị coi toàn băng gốc thì cả năm chỉ tốn có mỗi 100 bạc chả nhẽ chị mua không nổi. Cái gì mà mua không nổi? Trời ơi, chị bận toàn đồ hiệu không đó nha em. Nè, áo bê đê, quần BCBG. Trời ơi, bận một lần. Hoang, nhà của chị nha, chén, muỗng, nĩa, ly, tách gì đó chị chơi đồ nhựa không mà xài một lần. Hoang, bởi vì DVD chị mua cái loại 8 đồng thôi, coi một lần. Hoang, mua chị cho nó tốn tiền em, kỹ thuật bây giờ nó tân tiến lắm. Băng gốc cũng như băng sang lãi thôi. Làm sao mà giống nhau được chứ hả chị? Ừ? Chị coi băng sang á, băng nó bị nhảy này, à? Bị mờ này. Rồi chị chơi dở. Tội nghiệp nhà sản xuất người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ý trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vì chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó hà.
Còn nhiều khi nha, màn hình hả, cái đầu nó nằm ở trên đây nè, còn cái mình nó nằm tuốt ở dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình phải nghiễn cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy ha. Ghê gớm quá à, thôi không chơi bằng sang nữa, cho chị cũng bằng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. Chị 25 đô, phải không cơn? Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc với chị nè, 10 đô. 20 đô. Nè, 25 đô đó cưng. Thôi cảm ơn cưng nghe chị về. Bye. Dạ, cảm ơn. Gặp lại nha cưng. Cảm ơn chị ủng hộ băng gốc nha. Bye chị. Dạ, con chào chú. Mày ăn cái gì mà mày dốt thế? Nhà này sống là nhờ in sang ban lậu. Mày vào mày cứ giới thiệu người ta mua ban gốc thì mày ăn cái gì hả? Mày ăn cơm hay mày ăn cám lợn? Dạ, cháu thấy chú bán ban gốc cũng có lời nhiều lắm. Sao chú lại chỉ thích bán ban sang là sao? Ơ, con này buồn cười vậy. Một cái thứ là mình không phải bỏ ra đồng nào, còn một cái thứ mình phải bỏ tiền ra. Thế mày lấy cái nào hả? Dốt. To đầu mà chả có cái tí óc, là đầu to mà óc như trái nho ấy. À, ông thì cứ thường dạy bảo con là bán buôn thì một vốn bốn lời. À, kinh doanh doanh ngành nghề nào cũng cần phải bỏ vốn đầu tư. Ông thì ông muốn làm business mà ông không thích bỏ vốn, mà ông chỉ thích kiếm lời, thì con thấy có cái gì bất công trong đó rồi ông. Con này mày dở hơi à? Dạ. Thế tao nằm ngửa ra tao tự lấy tiền vào ấy hả? Xin lỗi mày, tao có làm lậu đi, một cái băng tao cũng phải đầu tư 75 sen. Nhưng mà tao biết đầu tư nó ít thôi, nhưng mà tao kiếm lời nó nhiều. Bây giờ một cuốn băng gốc tao mua 20 đồng, tao bán 25 đồng, tao lãi có 5 đồng. Trong khi đấy tao bỏ 75 sen thôi, mà tao bán được 8 đồng, 10 đồng thì tao lãi bao nhiêu tiền? Thế là tao lấy cái gì tao trả tiền cho mày? Nhưng thưa chú... Nhưng nghĩ cái gì? Dạ, chú cho phép đi rồi con mới dám trình. Nãy giờ tao có cho phép mày đâu, mày cũng xa xả mày mắng vào mặt tao thôi. Con nhớ ngày đầu tiên mà khi con đến nhận việc, chú chỉ vào mặt con, chú bảo là này nhớ, làm việc cho chú là chú tối kỵ nhất là không được ăn cắp. Mà hễ ăn cắp một đồng là chú đuổi ngay. Chẳng những chú đuổi, chú còn gọi cảnh sát bắt cháu nữa. Ơ, thì ở bên cái xứ Mỹ này có đói đâu mà phải đi ăn cắp hả mày? Chú thì cứ bảo là không được ăn cắp, mà con thấy chú cứ ăn không của các trung tâm ban nhạc nhiều quá, thành ra con... Ô tiên sư con này, cái ngày hôm nay tao đứng ra đây để cho mày chửi tao à? Mày là cháu vợ tao đấy nhá. Nếu người khác tao tống cổ mẹ nó ra đường rồi. Ơ, buồn cười nhỉ, tao ăn không người ta lúc nào? Đây tao nói cho mày nghe nhá. Cái đấy tao không phải là tao ăn cắp, mà gọi là tao tiếp tay truyền bá văn hóa rộng rãi hơn. Hiểu chưa? Dạ chứ, chú nói cái đấy không phải ăn cắp là cái gì? Ô à, chú cứ ngồi đợi các trung tâm người ta bỏ cả triệu bạc ra để mà sản xuất, rồi đôi khi cũng ít lắm, vài trăm nghìn. Chú chỉ đợi người ta sản xuất rồi chú sang cả đống băng lậu ra, không ăn cắp là gì hả chú? Ô, con này buồn cười nhỉ. Ơ, như thế mà mày bảo tao là ăn cắp phải hả? Tao làm ăn như thế là tao lương thiện, chứ mày bảo tao ăn cắp là ăn cắp cái gì? Dạ, mỗi đầu cuốn băng, chú không thấy người ta là ghi rõ lời cảnh cáo á, là hễ sang băng lậu á, là bị phạt 5 năm tù, hay ít nhất cũng bồi thường 250.000 đô la. Ấy, con thấy chú cứ nếu mà sang băng lậu mà truyền bá văn hóa kiểu đó thì có ngày chú cũng lâm nạn, nên con đánh bạo nhắc chú tí thôi. Tao cảm ơn mày, mày nhắc cho ông ta buồn cười bỏ mẹ. Con này khéo rảnh, ăn cơm xong đi lo bò trắng răng. Cấm tiên sư nhà mày, bây giờ cái luật đấy là chỉ áp dụng cho Mỹ thôi, Việt Nam mình chả có ai áp dụng cái điều đấy đâu mày. Nhưng mà... Cấm vì mày không biết đâu, Việt Nam mình kỵ nhất là đưa nhau ra tòa, mày hiểu không? Ông bà mình có cái câu là vô phúc đáo tụng đình, chả có thằng nào hở một tí lại đi kiện, hở một tí lại đi kiện, vô tình đi vỗ béo cho mấy ông luật sư à. Thế chắc ông thấy người Việt ngại đưa nhau ra tòa nên ông cứ sang băng thoải mái chứ gì. Thì kệ tao, tao làm nhưng mà tao là trung thực, mày hiểu không?
Tao chả có lường gạt ai thì tao có sợ gì. Tao bán băng giả, tao ở bảo ừ chú ơi cái đây băng giả đấy chú ạ. Thế tao đâu có nói láo đâu. Chú thì không lường gạt khách, nhưng mà chú lường gạt trung tâm sản xuất thì cũng như vậy thôi. Mày buồn cười, tao lường gạt nói chứ lường gạt bố mày à? Cho mày rách việc thế hả con kia? Mày buồn cười. Ấy mà chú ơi. Gì? Cháu có chuyện muốn tâm sự với chú này. Mày buồn mày tâm sự, mày điện thoại về xuyên bang, mày tâm sự với mẹ mày, mày tâm sự với tao từ sáng giờ tao chưa ăn miếng nào. Nãy giờ mày nói biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mày mới nói mày muốn tâm sự hả? Thế mày muốn tâm sự cái gì? Chú có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái thằng ba con ông bà Tám ở gần nhà chú đây. Có lần nó ăn cắp cái mỗi cái quần jean giá chỉ có mấy chục đồng bạc thôi. Không may lại bị bắt. Đấy. Từ ngày ăn cắp trở về nhà là người ta cứ gọi là cái thằng ăn cắp. Cái vết nhơ cứ dính vào người nó suốt đời. Bố mẹ xấu hổ quá phải dọn cả nhà đi nơi khác ở. Con thì con cứ thắc mắc mãi là ăn cắp mỗi cái quần có mấy chục đồng thôi. Phải cúi mặt vì xấu hổ. Còn ăn cắp tác quyền cả trăm nghìn của người ta như chú thì cứ hiên ngang ngước mặt nhìn đời. Lạ quá chứ nhỉ? Chả có lạ mẹ gì hết. Ăn thua là nó nặng bóng vía, nó nhẹ bóng vía thôi. Mẹ của thằng đấy yếu bóng vía, mày hiểu không? Mẹ chỉ mỗi có cái quần không à. Đây này, nhưng mà đấy nó là hai cái việc khác nhau. Bây giờ tao nói cho mày nghe nhé. Nó ăn cắp cái quần này, nó ăn cắp bó rau muống này, nó ăn cắp lon sữa này. Đấy là người ta bắt tận tay, vay tận cánh nó. Còn tao, tao sang băng trong nhà bố thằng nào biết tao làm cái gì. Nó có túm tao được đâu bảo tao ăn cắp. Cái đấy gọi là ăn cướp thì may ra. Nhưng mà con ấy, con trẻ thời non dạ, con cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà chú lấy bất cứ cái gì của người khác mà không được sự đồng ý của người ta thì đấy gọi là ăn cắp. Đúng. Sang băng lậu như chú cũng là ăn cắp, nhưng mà thuộc diện ăn cắp cao cấp đấy chú ạ. À. Ô thì thế là được rồi. Chỉ cần người ta đánh giá tao ở mức cao cấp là ok. I love my. Này tao bảo cho mày biết nha, bây giờ này chưa có khách, mày muốn nói gì mày nói nha. Nếu có khách bước vào xong mày mà nói gì tao, tao ván mày vỡ ra. Có khách kìa, lo buồn ván đi. Chào ông. Trời ơi, vào mà này tưởng lộn đi vào tiệm Thúy Nga dưới bốn xa. Ô, ông ơi. Sửa to quá. Lâu quá. Ừ, em cũng phải sửa cái tiệm cho nó giống tiệm Thúy Nga để người ta tưởng lầm tiệm Thúy Nga, người ta vào người ta mua cho nhiều á. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, thế lâu quá chả thấy bác ghé tiệm em. Mới hôm rồi có gì, có anh gì mà bạn của bác ấy. Thường thường hay đến chơi đấy. Có ghé tiệm em xong bảo là bác mới lúc dày làm ăn khá lắm, mới trúng giờ cái bình đình ở dưới Los Angeles thì vậy. Thường thôi, cái đấy thường thôi. Mới trúng đấy vừa rồi mới ăn ngon. Ô thế à? Trúng đi Plaza hơn đi Tân Bích. Ô thế? Ký một phát được kiếm mấy trăm ngàn, chẳng phải đụng dài tay gì cả. Ôi trời ơi, đây không ra tôi lấy sần nhá, bảo này. Bác ơi, em nói bác nghe này, mỗi người có mỗi cái số bác ạ. À đấy. Lắm, vì số bác là cái cung, bác là có cái cung điền trạch. Thảo nào bác cứ làm địa ốc nó dính cho, còn em mở ba cái bé bé này chả bao giờ trúng gì, chỉ độc có trúng gió bác ạ. Đẹp quá rồi. Thế à... còn ở chỗ cũ không? Vẫn còn ở chỗ đấy. Lâu quá em không thấy bác ghé, em cứ tưởng đâu dạo này bác lên trên hưu ở rồi. Cái trên cái gì mà mấy người nhà giàu người ta ở nhỉ? Cái Jose Hill đấy. Nói gỡ. Jose Hill là cái nghĩa địa ông ạ. Đang làm ăn ngon không ạ? Thế à, em từ xưa giờ em có biết đâu bác ơi, gớm cả ngày cứ đâm đầu sang băng chả biết ở ngoài cái hưu là gì. Nhưng mà nghe bảo là người giàu thường thường hay lên trên hưu ở mà. Nhưng mà bác ơi, ở bên này sao em đi sang đây bao nhiêu năm em mới nghiên cứu bác nhá. Ở bên này cái gì nó ngược ở bên Việt Nam mình bác nhỉ? Ngày xưa ở bên Việt Nam mình ở trên núi toàn là người dân tộc, còn ở bên này ở trên núi toàn là người quý tộc ấy nhỉ. Thế à, chỗ cũ này mà sao không đổi đi? Không được đâu, giỡn mày không? Cái nhà nó có cũ nhưng mà bây giờ có lên giá bao nhiêu cũng không bán. Vì ông thầy phong thủy nói là căn nhà đó là nằm trên lông mạch. À đúng rồi. Hên lắm không ạ? Đúng. Mình làm ăn mình phải tin cái đấy. Đấy. Nhưng đấy. Mà vất vả. Không, vất vả thế nào được.
Thì từ cái lúc mà bắt đầu vô mánh rồi vô lên là bây giờ lên triệu phú ra đường, bây giờ dân chúng gặp mình là cứ triệu phú này về phía kia. Đúng rồi. Đấy, ông thấy đấy chưa? Cây to thì gió cả, mà thuyền to thì sóng lớn. Đúng rồi. Đã phải xài cho nó đáng chết, có mang tiền được đâu. Tôi mới bỏ 80 ngàn ra đó, làm cái phòng đằng sau to đùng luôn, phòng nghe nhạc. Ồ thế à? Nó gọi là cái home entertainment. À, đi ra thỉnh cái plasma TV to đùng. Một dàn âm thanh surround sound cực mạnh. Vâng. Đấy, nghe nói hôm nay Thúy Nga mới ra cuốn mới, mang nghe thử ấy. Em nói bác nghe, mình làm cả đời, mình nhớ mình trời cho mình ấy, thì mình ăn xài cho nó đúng nghĩa, với lại mình enjoy bác ạ. Đúng rồi. Này, hôm nay ấy, lấy băng cho chú đi con. Dạ. Mà băng nó mới ra đây bác ạ. Bữa nào ông rảnh ông tới ông thử cái dàn của tôi, hay lắm. Vâng, hôm nào em rảnh em ghé bác chơi. Đây. Dạ, thưa ông muốn mua băng gốc hay băng sang ạ? Mày mới vào làm ở đây rồi hả? Cho nên mày mới hỏi ngớ ngẩn như thế. Tao là cái người trung thành với cái tiệm này đã 10 năm nay rồi. Hiểu chưa? Mày nhìn kỹ mà tao này. Nhìn kỹ này. Cuộc đời của tao không bao giờ mua băng gốc. Mày bán thì mày lo mày bán đi. Mày hỏi làm gì? Dạ, tại con thấy ông đây triệu phú sang trọng, con mới hỏi ông là mua băng gốc hay băng sang thôi. Đâu có biết ông thích xài đồ giả. Thôi vậy, cho con xin 8 đồng ông ạ. Đúng mấy? Rồi 8 đồng. Đắt. Đắt. Hồi sáng tao ngồi tao ăn phở có đứa bưng tới tận bàn nhá. Nó chỉ bán cho tao có 5 đồng thôi. Mà tao không mua. Dạ. Tao không mua với lý do là tại vì cái tiệm này tao quen biết. Hiểu chưa? Tao muốn mua để ủng hộ cái tiệm này thôi. Gớm. Ông muốn ủng hộ thì ông phải mua băng chính gốc chứ. Ông mua băng chính gốc thì ông ủng hộ nhà sản xuất này. Rồi ông cũng vừa ủng hộ ông chủ con. Chứ bây giờ ông mua băng sang lại thì ông mua ở tiệm phở hay ở đây thì cũng như nhau. Nhà sản có được đồng bạc ở đâu ông. Thế cái nhà sản xuất nó không được đồng nào thay kệ thay nữa. Đó. Thế mày lãnh tiền của ông chủ mày hay mày lãnh tiền của ông Ngạn mà mày lo thế? Hả? Ông chủ lớn rõ buồn cười. Ông bỏ những 80.000 để làm phòng nghe nhạc mà ông không bỏ nổi 25 đô để mà mua cuốn băng gốc sao ông? Chứ hệ thống âm thanh surround sao của ông cực hay mà ông nghe băng sang lại thì cũng như ông mặc bộ đồ lớn mà ông đi đâu quốc coi sao được. Giỏi nha. Mày nói hay đấy. Bởi nói hay quá người này không lớn đâu. Có đứa nào điên bỏ tiền ra để chuốc cái phiền vào người không? 80 ngàn tao bỏ ra tao làm cái phòng tao không tiếc. Bây giờ tao bỏ có 25 đô ra tao mua cuộn băng gốc và tao bỏ vào trong máy tao nghe tao bật âm thanh lên nó to đùng, hàng xóm nó còm len, nó gọi cảnh sát phải làm phiền tao không? Đúng đúng đúng. Đúng chưa? Còn bây giờ cứ mua cuộn băng giả bỏ vào. Đấy, nó chạy thì nó chạy. Âm thanh nghe được thì nghe, không nghe được thì mình coi càng lâu hơn. Đúng. Này, em nói cho bác nghe này, mình ở bên xứ Mỹ này mình không có thời gian. Đúng. Đôi khi mình coi cuốn băng gốc nó đến 4 tiếng đồng hồ mình có ngồi mình coi hết được thì coi có một lần nó lại phí đi 25 đô. Đúng. Bây giờ bác mua băng tiệm em đấy chỉ có 8 đô thôi, nhiều khi bác coi cả tháng chưa hết cuốn băng. Vâng. Em mở lên xong nó đứng mẹ này. À. Mình thích con ca sĩ nào mình lại được coi nó lâu hơn. Tôi nghe đấy đấy. Nhưng mà cuốn băng. Cuốn băng đây bác. Nhưng mà cái này tôi đã hỏi thật không nha? À. Cái cuộn này có hay hơn cuộn trước không? Chứ cái cuộn trước kém quá chẳng có gì đáng coi không ạ? Cái này thì thôi bác cho em xin ý kiến này. Sao? Mình mua thì xem chứ không có quyền khen chê đâu bác ơi. Ok ông này tức cười nhỉ? Tôi bỏ tới 8 đô la ra mua mà tôi không được quyền phê bình à? Nếu bác bỏ 25 đô mà bác phê bình em welcome ngay à. Bác bỏ 8 đô bác mà mua mấy cái này, mua ba cái đồ này là làm sao dám phê bình bác ơi. Quên cái chữ phê bình đi, bây giờ em kể cho bác nghe đây. Nhà em đây, đây mới vừa xong anh. Đấy, con vợ em nó ghiền ăn cá kho tộ. À thế, rồi. Xong nó kho một nồi cá kho tộ này này, xong đấy. Nó lại cất đi, nó giấu đi. À. Xong thằng cháu em nó lại thèm được quá đấy, nó đâu biết thế nào. Xong nó rình nó lại ăn cắp cái cá kho tộ nó quất hết đi. Quất vừa xong, xong nó bê nguyên cái tộ, nó bảo ơi mợ, sao mợ kho cá dở thế? Có thằng nào đi ăn cắp xong đi vạch áo cho người ta xin thẹo không? Thôi quên đi. Sáng giờ con thấy chú của con nói là hay nhất, có lý luận sâu sắc. Đã coi băng lậu rồi thì đâu có quyền phê bình.
Con này sao nó lý luận ta chán thế chứ. Ôi, 8 đồng. Cho em xin 8 đồng. Vâng. Này bác ơi, em nói bác nghe này. Kệ nó, mình cứ mua đi. Bây giờ trên đời không cứ gì băng giả đâu. Nhiều cái nó giả mà mình thấy mà mình không chê được bác ạ. Tôi đồng ý. Cái chuyện này anh nói tôi đồng ý. Cái đám bạn của vợ tôi mà mỗi lần nó kéo đến nhà tôi, nó hát karaoke với này nọ, tôi không nhận là đứa nào đâu rồi. Thế sao thế? Cái bà bạn đầu tiên á, thì đi vô bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, làm đẹp quá. Thế 9 bà kia đi theo, cứ xếp hàng đi vào đi theo, bảo em muốn giống chị này, em muốn giống chị này. Đến bây giờ té ngửa ra, cái mấy thằng chồng nó nhận cũng không ra nữa. Tôi nói thật, bây giờ bác nhìn một cái người đàn bà đẹp nhá, đi ngoài đường có thấy úi giời đẹp quá, nhưng mà mình không để nào mình biết được cái nơi nào của bà là thật là giả. Thật thì đấy. Bây giờ là đô giả không. Đấy đấy đấy, phải thế. Tôi nói thật, bây giờ mình toàn là những là đồ giả. Vâng, con chào cô ạ. Chào ông chủ. Ra ra tiếp khách cho con. Vâng. Cho tôi cũng DVD phía nhà mới đi. Vâng vâng. Dạ chào bác. Bác mua loại nào cơ? Cũng mới nhất đó con. Cháu biết rồi, nhưng bác mua loại nào? Ủa, loại nào là sao? Mua nhiều loại lắm hả? Nói toạc ra đi, mua băng gốc hay là băng sang lại? Đúng, con này nó có cái tật cứ vòng vo. Ông anh, nói kìa. Lo cho bác đi. Dạ. Ở ngoài đường bây giờ thất nghiệp nhiều quá mà ông đi ông mướn nó con nhỏ dở hơi này về làm cái gì? Nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe nó nói chuyện, nó thiệt như là nó mắng và mời khách còn buôn với bán cái gì nữa. Nó vào nhà tôi nó làm 2 tháng rồi. À. Tôi bực mình ngay từ 3 ngày đầu tiên cơ. Thì sao không đuổi nó? Nó là cháu vợ tôi, bây giờ tôi đuổi nó để cho vợ tôi đuổi tôi à? Sao ông chủ? Dạ đây mà băng đấy thì 25 đồng. À. Còn cái cuốn mà cháu cho nó đưa cái hình ảnh cái nó này. Nó mờ mờ đó. Vâng, cái này nó mờ. Cái này nó mờ nhưng mà con nghĩ là nếu mà bác đeo kính thì bác không thấy cái bìa này đâu. Cái bìa thật thì bác còn thấy được một vài hình, còn cái này thì vô tư là coi như là everything là nothing. Nếu mà inside thì ok. Mà cháu bảo bác nghe nhá, cái này đến 25 đồng cơ bác ạ. Còn cái này á thì nếu mà bác mua cái này ấy thì bác save được 17 đồng. Cái này có 8 đồng thôi. Vâng. Thế bác mua cái này nó đỡ tiền hơn. À, vậy dạ à. Rồi, ráng save tiền đi ạ. Vâng. Trời ơi, nói ông chủ nghe, tiết kiệm được 1 đồng là quý rồi. Vâng. Nói chi tới 17 đồng. Đúng rồi. Thấy không? Nói nào ngay. Bây giờ tôi già rồi đâu có làm đâu ra tiền được. Vâng. Qua đây theo diễn HU. Vâng. Vì đi trễ quá cho nên tiếng U, tiếng Anh cũng không rành. Thấy không? Rồi bây giờ đang lãnh tiền già tháng có mấy trăm mà. Vâng. Để nhờ con cái phụ giúp thêm mới đủ sống đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ con biết. Chứ triệu phú như ông chủ đây còn mua băng sang lậu, huống chi là bác. Bác cao niên rồi, bác tiết kiệm là đúng lắm. Ôi con ơi, ai không muốn tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm tiền của mình kìa. Chứ mà lấy của người khác thì đâu có kêu bằng tiết kiệm được. Nói thiệt với cháu nha, bác tuy là nghèo nhưng mà chưa bao giờ bác mua băng sang hết trơn á. Bị đâu có đáng bao nhiêu đâu cháu. Thật hả bác? Ừ. Con hoàn toàn đồng ý với bác đấy. Đây nè, nói cho con nghe nha Hùng. Mỗi một lần mình đi ăn bên này đó là hết mấy chục đồng rồi. Sao? Mình nhín ra chút đỉnh 25 đô mua băng gốc về coi. Cả nhà coi tới coi lui, tính ra cũng còn quá rẻ. Đúng vậy. Ừ. Cụ ạ, mỗi người thì họ suy nghĩ một cách khác. Thế nhìn cụ, em cũng biết là cụ con nhà lính nhưng mà cụ tính nhà quan. Tôi đồng ý là mỗi người có quyền suy nghĩ một cách khác. Nhưng mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cũng phải dựa trên sự công bằng và hợp pháp. Thấy không, người ta bỏ tiền làm băng, mình sang lậu đó có nghĩa là bất công và bất hợp pháp, mà mua băng sang á là tiếp tay cho sự bất công và phạm pháp.
Cụ ơi, mày đưa cuốn băng cho cụ ấy, rồi tiễn cụ về đi. Dạ, con đưa rồi ạ. À, cụ đứng đây, cụ nói nhiều khi lại hụt cả hơi. Gớm, cụ ơi, nhà con là chỗ sang lậu mà cụ đứng cụ ăn oang thế, tội nghiệp con. Cụ mua cuốn băng có mấy chục rồi, nó vào nó hốt cái tiệm con mấy chục nghìn cụ ạ. À, ông ngại tôi nói lớn quang quang là chắc ông cũng biết là cái việc làm của ông không đúng, phải không? Phải không ông Tầm Luân? À, thôi chào ông chủ tôi về nhé, để thử cái này nghe vâng, sao vâng. À, thôi chào cụ nhé. Vâng, anh về. Chứ về chứ đứng đây nghe cụ giảng đời chán bỏ mẹ. Khoan khoan ông Triệu Phú, trời ơi ở lại đây. Triệu Phú mà đâu có làm gì đâu gấp gáp vậy. Ở lại đây. À, tôi chỉ xin ông chừng phút à. Ông về ông coi cái cuốn DVD này á hả, có 5-6 tiếng lận. À đúng đúng. Ờ à, để tôi nói chuyện với ông chút. Dạ. Tôi nói ông nghe, tôi đâu có dám giảng dạy cho ai đâu. À. Nè nhìn đi, tôi già rồi, cả ngày đâu có làm gì đâu, phải không? Nhờ mua ba cái DVD ca nhạc này nè, về vừa coi giải trí mà vừa được duy trì cái nét cái dân tộc văn hóa của mình nữa, rồi còn con cháu mình có dịp để mà học hỏi thêm tiếng Việt, phải không? Dạ thôi chào chào cụ nha. Dạ. À, khoan chưa có hạnh phúc mà. Nè tôi nói cho ông nghe, ở trong cộng đồng mình á nó có mấy trung tâm băng nhạc à. Mỗi năm mỗi trung tâm nó sản xuất đâu 4-5 cuốn thôi, thấy không? Rồi giờ mình là đồng hương, mình phải ủng hộ đồng hương, phải hỗ trợ cho người ta, thấy không? Chứ ông thử nghĩ coi, bây giờ á người ta làm không được, thấy không? Rồi á lỗ vốn, sập tiệm, bỏ nghề, ông có thể tưởng tượng lúc đó đồng bào mình lấy gì mà coi? Tôi là chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi. Bác nói đúng đấy, con đứng bán hàng ở đây lâu nay con biết, may mà vẫn có nhiều người ở cộng đồng mình dứt khoát là phải mua băng gốc cơ, chứ không là các trung tâm băng nhạc không còn tồn tại đến ngày nay đâu. Đúng rồi và con. Và lại nghệ sĩ mình trở thành kiếp cầm ca rồi. Thế nghệ sĩ không là kiếp cầm ca thì cầm gì? Ý con nói đây không phải là cầm ca đấy mà là cầm ca đi ăn mày đấy. Thì đi ăn mày kệ nghệ sĩ. Mày vô duyên đấy, mày sao mày đi lo cho mấy con mấy thằng nghệ sĩ làm gì? À bà chủ, chào bà chủ. À, gì? Ê, đi với em, đi qua gặp con mẹ Kim Tuyến. Dám lừa nhà em. Nhà có khách, có việc gì? Thì tuần vừa rồi đấy, con mẹ bán cho em cái nhẫn hột xoàn này này. Sao? Bữa nay đi appraisal, mới phai đao ra, hột xoàn giá. Mang tiếng là hả? Vợ của con, vợ của nguồn trung tâm lớn vậy mà đeo đồ giả. Thế có bế mặt không ấy chứ? Ô tiên sư con mẹ này, hôm nay làm ăn thế nào vậy? Bố tiên sư, tao ghét cái thứ lừa gạt này, tao qua tao đánh bỏ mẹ. Không, bà chủ, ông chủ, bà chủ. Con sang đánh bỏ mẹ. Ôi, đúng rồi ấy. Đó khổ, ông chủ, bà chủ cứ bán băng giả cho người ta thì cuối cùng cũng có người bán đồ giả lại cho ông chủ, bà chủ. Chứ có việc gì đâu mà tức giận. Con kia, mày cắp mồm, mày biết gì? Một cuốn băng lậu ở đây tao bán, một băng quân giả ấy. Tao bán tao lời có 2 đồng, làm sao sánh được cái hột xoàn 8.000 đồng của tao. Tao mất 8.000 tao không tức. Mà tao tức ở đây ấy, nó dám lường gạt tao. Đúng là cái quân lường gạt, cái quân ăn cướp, cái quân mà bóc lột sức lao động người ta, cái quân thiệt tình. Này này, nhìn chửi mẹ thẳng vào đây này. Ấy. Chưa thấy cả nhà nó tự dưng mày sắn sỏ mày chửi mày sai. Xin lỗi mình em nhầm mồm. Nhưng mà thà làm ăn lương thiện như mình ấy. Này nhá, mình bán hàng giả thì mình bán hàng giá giả. Con mẹ nó bán hàng giả mà nó lấy tiền, nó lấy tiền giá thật. Thế có tức không ấy chứ? Đúng rồi. Anh ghét cái kiểu đấy lắm, để phải sang chửi nó. Đúng rồi. Tại sao mà nó bán cái 8.000 một cái hột tròn mà bự chà bá. Cái này mấy ca, bao nhiêu tiền? 3K2. Bao nhiêu tiền? 8.000. Tao không bao giờ tao đeo hột tròn, nhưng hôm tao ra tiệm Ngọc Quan tao hỏi rồi là 2 cái 3K mấy này nó phải nằm được độ 20 mấy nghìn. Bây giờ mày mua 8.000 thì nó có thật là tao con đẻ mày. Giống cái kiểu như là cuốn băng thật mình mua 25 đồng, băng giả nó có 8 đồng ấy, mày nghe chưa? Nhưng mà em tức là con mẹ đấy nó dám lường gạt em ấy. Tiền của mình quậy bao nhiêu lần, cái đợt băng giả mình mới mua được cái nhẫn này, bây giờ nó lường gạt làm sao mà em chịu được? Trời ơi, mày nhí nhả nhí nhảnh, mày mua 8.000 đồng mà 3K ra thì chỉ có Cubit Arizona chứ làm gì có hột xoàn. Nhưng mà cảm ơn. Thôi ông bà ơi, trời ơi đừng có nổi nóng giận chi. Ông bà mua cái hột xoàn này giả phải không?
thiệt hại có 8.000 đô thôi. Trong khi ông bà bán DVD giả lời 8 đô. Nhưng bà đâu có biết mỗi một đợt phát hành băng như vậy đó, ông bà bán cái tiệm này ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn. Chưa tính mấy cái tiệm trên toàn thế giới nữa cũng khoảng lên tới số chục ngàn á. Rồi như vậy có phải là trung tâm băng nhạc á, người ta bị thiệt hại ít nhất cũng phải cả 100.000 không? Ông bà thử nghĩ lại coi, cái nào ghê gớm hơn? Bé ơi, bé. Dạ. Lấy cho chú Quân băng gốc. Dạ đây thưa chú. Chú nói thật cho con biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chú mà chú mua băng gốc. Bao nhiêu? Cái cuốn này đúng hơn nè. Cuốn này nó không phải. Bao nhiêu đây? Dạ 25 đô. Dạ cảm ơn chú ủng hộ băng gốc nha. Làm gì mà thân tức đây? 8.000 thôi. 8.000 cái gì? Bây giờ có 10.000 cũng phải cấm mồm. Chồng bà đi lường gạt bà chưa lo, bà lại đi mà vào đấy rồi bà mua như thế là đưa đúng rồi. Bây giờ cuộc đời bà bây giờ đấy, bà bị rồi đấy. Ngày xưa bà ông xúi tôi cho ai làm cái băng giả này, bà ông xúi tôi cho ai. Bây giờ nói chung là mình lừa người ta thì người khác lừa lại mình. Ấy trời kêu là quả báo, bà hiểu chưa? Vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, không bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi, còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học chuyện phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo ai đi. Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em rồi nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên anh hiểu không? Em điên dần lên xong em lấy tiếng Việt ra. Em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì. Xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên. Thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Thế hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á,
Em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là... Nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em ấy, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai. Em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra. Đây, mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. Thế xong em vác hũ tiêu ra. Em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy. Là dọn dẹp đấy, là West đây. West đây. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra. Phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thấy tức cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Tờ không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm đấy cái chị kia chỉ ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà bảo bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á, em có biết đâu. Em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân ly đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân. Em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy con coi. Đó. Tướng em là dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Lồi ói. Anh một người chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không này này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn? Đây, Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này.
Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá sao mày đánh tao? Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có xảy ra thông thường. Thôi thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, à, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ, bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ấy. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Khó, tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. À. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại rồi, hết rồi. Mất thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm, tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập sáng, lúc vào shopping mall để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm, ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt, tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông gáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ, bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có, toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm mệt thì tôi mới ngáy như vậy.
ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm. Khổ sao không lên tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao? Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy ngày đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Sorry. Hả? Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chót làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Đây này nữa. Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi này. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phoi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô, buồn cười vậy? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng ở trong nhà, em khó chịu anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi
không thích gọi bằng lũ. Tôi thích gọi bằng mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Hai này. Thôi, sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đối bụng à? Ôi thế được rồi, ngày hôm nay anh nghỉ việc gì, không đi làm gì. Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê, cái gì? Em cook cho anh ăn. Có chuyện đàng hoàng, trời đất ơi cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Ra đã khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này. Không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con có sợ ma. Con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm. Cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ, ông mà nghe được thông tin này. Trời ơi, việc trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má. Ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á. Tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy. Trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Qua tối đêm nay đi. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi thiệt, cái má sanh ra có hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tông cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ má. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Dì vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Dì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là lòi ra chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa?
Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, có ba người mình. Bây giờ nè, mà có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe, chỉ ba người thôi nha. Biết tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra tôi lo cho. Trời Út ơi. Dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Một con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Cái con đứng dậy, cái con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con? Chị ơi, bây giờ vậy nè. Dì là có chồng mà hoài, còn chưa có chữa được nữa đây nè. Dì ơi, bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nghe. Non trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út bé Út có chuyện gì mà ba người ở đây vui quá vậy hả? Không có chuyện gì đâu, có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má. Hai. Không, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy. Không có khổ. Ủa, gì kỳ quá. Tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau, mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ con đôi khi con quên cái giới tính của mình à. Thôi được rồi má không nói được rồi. Thôi nha. Tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta Út? Biết rồi. Kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, dì nói cái gì vậy dì? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. Trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Dì ơi, con Út nó có thai. Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tôi rối con, mày đừng có nhảy nữa. Trời bây ơi. Giờ mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi Út ơi, sao mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Cái gì vậy? Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá mà cao sách. Đi nè. Yeah. Bây giờ vậy nha. Em Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có bốn người thôi. Chỉ có bốn người biết. Có bốn người mình biết thôi đó. Má dặn nè, con dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi. Trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ. Giờ sao? Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lâu rồi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không, không có nói ra đâu. Dạ. Bốn sao mình biết ơi. Với nhau thôi. Chỉ có bốn đứa mình biết thôi. Dí vào cũng không dạ. Được nói nghe không chưa. Không có được nói ra con, đâu đó. Con hứa chỉ bốn đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi dạ. Rồi từ từ bình tĩnh nha. Dạ. Ừ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. À, chị hai. Má khổ quá. Sao mỗi lần chị khổ là lộ chị. Dạ dạ, không má. Có. Chuyện gì vậy? Dạ không có chuyện gì. Làm được. Gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị vẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai? Dạ, hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Tôi, đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi có. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị hai mươi mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con. Chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À, hay là tự khai đó nha.
giờ đại gia đình mới biết là dưỡng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay sinh lý. Trời mà nơi sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi trời nhục quá. Mẹ vậy. Tới bây giờ cũng không biết tại sao dưỡng có mất con. Sao giờ? Đàn lép. Phan ký dép cho cha mày à. Không dưỡng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à. Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Tao nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe. Có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chứ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi với tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết ông rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có trứng mà. Trứng ông đậu tôi chứ trứng trời ơi. Dượng nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được. Đẻ đâu. Đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Trời ơi. Trời. Con Út. Con Út nó có chữa. Trời ơi là trời ơi. Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có, mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Hết chuyện nói hả Dượng? Chết mẹ, nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, bây giờ sao mày đây, chưa Dượng có ơi. Chồng mà mày có chữa chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha mày mà ông biết nghe, ông cạo đầu hết cả cái nhà này, ông giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi, bây giờ sao mày khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn giông bão đó không hả Dượng? Thì bởi vậy nè, ông anh hai tôi giờ ông giữ nhất nhà đó mà biết một cái ông giết cả cái nhà. Biết rồi, vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ dạ, bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi. Dượng nói đi. Dành cho gia đình này. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này chừa tôi ra. Bị tôi là rể mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, có gì hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng đây. Nói gì kỳ cục vậy? Nói vợ mình mà vậy. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Lên bây đi, giờ đó, quá. Ngày mơi. Chị với con Út. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi, bây giờ tôi đi liền. Đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ông quánh, mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu, mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Có chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì?
Bây giờ thôi đi Dượng, không giúp được cái gì hết. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. À. Phá thai đi. Phá đi. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức, cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ ra cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi, tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Anh hai. Dượng. Chứ sao vậy? Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà nói. Dượng ơi khổ lắm rồi. Chết mẹ ông vậy rồi, ông vậy. Mày dậm chi cho ông vậy thấy chưa? Sao sao má? Bình tĩnh đứng im đây hết, để má vô giải quyết ba đây. Chết rồi. Đứng im đó, im lặng, im lặng. Chết ông giết hết. Sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo, ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa tu mẹ râu mà con ngủ, năm canh chày tước đủ. Trời, ta riết hồi cái nhà này ta không biết là ru chồng hay ru con. Trời, sao dễ ngủ như trời, mới ru như đó ngủ vậy. Ba mày ngủ rồi, đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này. Thôi, biết bây giờ thôi nha đi, chưa. Bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ, mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà đặc biệt. Sao? Là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay Dượng. Đúng rồi, nhớ nha, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi Dượng ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thai? Trời ơi, nó có 5 người biết, sao chị vô trọng chị kể chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thai là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời. Trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chữa quan mộng du. Dưỡng này. Áo Hường gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ tao có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng. Mày đỡ mày nó lên coi tao đưa nó cho. Long. Đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay. Chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng. Dượng này. Né ra coi. Mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À. Theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê mất dạy mày nói gì bóng ngủ mày. Từ từ. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói giỏi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi,
Nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy? Hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Dượng, bây giờ nó không nói đàng hoàng, tôi quýnh cái cà nó đó. Trời ơi, mày nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì? Hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm, không ai bồng. Thằng này á thì bồng không được. Tao mới bồng vô giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Mày nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Mình á mình. Nóng quá mà, nóng quá. Nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Qua. Quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, đi qua xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy. Sao tao vậy? Nói cho mày biết nè, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao cũng phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi mọi chuyện ổn thỏa rồi. Vậy đi. Dượng dạ. An tọa đi Dượng. Dạ thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Đúng rồi đây. Con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Mộng du đâu có lây. Không mộng du. Má khổ lắm. Quên tôi quên. Má làm gì má khổ má? Không má đâu có khổ không má có sướng gì lắm. Hết thôi. Hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô nha. Đi vô ngủ đi. Đi vô đi. Biết cái gì? Cái gì mà con nít nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Đúng rồi. Sao mà Dượng nói đâu vậy có liên quan gì tới đây mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình. Cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tức quá đi. Con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi! Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi! Rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bếp xếp và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi. Mày đi. Mày à. Trời ơi, bảy người biết tôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì vậy? Giờ sao vậy? Xếp hàng ha. Xếp hàng tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? 2, 3. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh như vậy mà mọi người đã tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Ô tắc tăng 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 tăng
dữ ha. Tại sao? Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy? Mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Dạ khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong hai hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Dạ, dạ, dạ. Tăng 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 tăng. Tại sao? Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc hả? Dạ khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên, nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng 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 quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ hoài. Hai khổ hoài để đó em giải quyết. Bà khổ hoài, bà cứ khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình em đang sướng. Anh hai. Con Út nó gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? Anh hai à, tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thanh vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở, mà cả nhà đi mua hủ tiếu, rồi giờ nó buồn nó khóc. Tao lại ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên đòi ăn phở chi vậy trời ơi. Ghét. Cái gì? Mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở có được hủ tiếu, có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy, sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý, nó có chữa nó thích ăn gì vậy trời. Trời ơi, vô cái gì vậy? Trời ơi, sao? Trời ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng như vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh hết vắng nổi rồi. Mình ơi mình. Hả? Mình giết em đi mình, em giải con không giỏi. Mình giết em mình ơi, mình giết em. Ba, ba. Mà tránh ra. Ba đừng có giết má ba ơi. Lỗi tại con nè. Con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em nói đại đi con. Nói đại đi. Đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói. Con xin lỗi ba. Dạ, dạ thưa ba. Thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chị. Sao? Dạ, dạ. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Đi. Mình ơi mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh ra. Tôi tin mình mà. Anh hai. Cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết, anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết vậy? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái đi. Cái gì vậy? Em lại anh. Em giết em đi. Em lại anh. Anh giết cái em đi. Anh hai. Lôi ra nè. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tuồn quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thằng gì? Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê.
sao? Hồng cánh sen. Hại bà hết á. May quần kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó. Cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh đi. Dạ. Thôi anh hai. Đây. Cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Ha. Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường. Lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Mày nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy vô? Ông nói gì vô? Nói gì đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Rộng quá. Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tâm bậy tâm bạ thêm chữ rê vô làm chi đâu chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy. Không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? À, bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có bí không nghe. Bỏ. Mình ơi. Còn Út. Ba. Bước ra đây. Dạ. Bước ra. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học. Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi. Mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên. Tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh hai, câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi. Bình tĩnh bà ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá bà trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Ừ. Dạ. Tại sao? Dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À, dạ. Rồi sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường. Tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em vì một cái được không? Dạ. Rồi sao nữa? Dạ xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu con giật lại. Cái nắm chặt hơn nữa. Cái nắm chặt hơn nữa con không chịu con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thời. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Chuyện gì đâu vậy trời ơi. Muốn xỉu muốn chết chứ đó một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mày nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày giang ra đi. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi, để tôi nói chuyện. Sao đúng? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, rồi học trên vi tính rồi này nọ. Đặng kia nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt này đó, tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Trời ơi,
cái gì? Dượng ơi, tôi làm cái gì mà Dượng thù mấy chục năm? Ai tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi? Hả? Đập đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi giật cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không? Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà. Cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út. Dạ. Út. Ba má con á, không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kiểu gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Rồi. Được rồi. Thôi. Được rồi. À, bây giờ mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện thôi cho nó hiểu lầm thôi. Bây giờ. Sao? Mình không ở đây nhìn ông. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ ra rồi đi. Có gì quá trơn á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má, dì Dượng. Dì mấy anh. Dì. Vậy là con có thai không? Không.